chào tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một món ăn được rất là nhiều người yêu thích. Đó là món lẩu Thái, nhưng Ngọc sẽ nấu với một phong cách riêng. Đó là phối hợp giữa cua và hải sản. Tên món ăn được gọi là lẩu cua hải sản. Và bây giờ Ngọc sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách nấu lẩu cua hải sản như thế nào nhé. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị cho món lẩu cua hải sản cần chuẩn bị đó là món nước lèo trước, tại vì nước lèo thì sẽ có xương, mà xương thì thường thường chúng ta đun sau khoảng 1 tiếng thì nước trong xương ra sẽ ngọt hơn. Khi nước sôi thì chúng ta sẽ vớt hết bọt để cho nước trong. Sau khi đun khoảng 1 tiếng đồng hồ thì nước của chúng ta đã bắt đầu trong. Thì chúng ta cũng tiếp tục hớt bọt và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đưa những cái thành phần khác vào. Cua sau khi chúng ta mua về thì chúng ta làm sạch hết. Chúng ta bóc, tách ra, làm sạch thì rửa thật là sạch sẽ. Chúng ta bóc tách ra, bóc cái ém ra, cắt bỏ những phần dư thừa. Cua chúng ta sẽ chặt ra làm đôi. Chúng ta sẽ tách nó ra làm đôi. Chúng ta sẽ tách nó ra làm đôi. Đây là phần chuẩn bị cho phần mặn. Sau đó một lát nữa chúng ta sẽ bỏ vào nồi lẩu. Chúng ta để riêng vào một bên và bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái phần làm sốt để bỏ vào trong nước dùng nha. Bây giờ chúng ta sẽ xào phần nước sốt của gỏi lẩu Thái. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị là 5 cái sả. Chúng ta chặt khúc nó ra, chặt khúc. Rồi chúng ta sắp sợi. Phần cà chua thì chúng ta sẽ bắt đầu sắc hạt lựu. Chúng ta sẽ sắc ngọt. Bây giờ chúng ta sẽ sắc đậu bắp. Sắc thật là mỏng để cho mau chín. Phần nấm rơm to thì chúng ta sắc làm 3, nhỏ thì chúng ta giữ nguyên, vừa vừa chúng ta sắc làm đôi. Nấm rơm thì chúng ta ngâm muối 5 phút thôi nghe, nếu mà ngâm lâu quá thì nấm rơm chúng ta sẽ rất là vỡ, rất là mềm.
trong khi chờ đợi quá trình mà chúng ta làm mà nước dùng thì để tránh trường hợp là hải sản của chúng ta sẽ bị ho thì chúng ta bỏ hết những này vào trong tủ lạnh và chúng ta sẽ chờ đợi sau khi ăn thì chúng ta sẽ đem ra. Còn cua thì khi nước sôi sau một tiếng ninh xương thì nước chúng ta đã ngọt rồi, chúng ta sẽ bỏ cua vào trong nước dùng. Sau khi nước dùng đã ninh xong một tiếng đồng hồ với xương thì chúng ta bỏ cua vào và sau đó chúng ta sẽ bỏ cái phần thơm này vào để cho nước nó ngọt hơn. Thơm thì chúng ta bổ đôi nó ra. Đây là Ngọc gấp quá cho nên là Ngọc lấy đại cái trái thơm nó hơi còn sống. Nhưng mà mọi người muốn cho nước dùng ngon thì chúng ta nên chọn cái trái thơm chín. Để cạo cái phần trái thơm như thế nào thì chúng ta sẽ loại bỏ cái lớp cùi này đi, cùi thơm. Thường thì chúng ta sẽ chọn cái trái thơm mà chưa có cắt vỏ, bởi vì khi đã cắt vỏ xong thì cái trái thơm nó sẽ như thế này, sẽ rất là giòn, rất là dễ gãy. Do đó khi chúng ta mà muốn để lấy nước thơm thì chúng ta sẽ bổ đôi cái trái thơm còn nguyên vỏ nhé, sẽ cạo dễ hơn. Lỡ rồi thì chúng ta sẽ cố gắng cạo để cho nó nát cái phần thơm này ra để cho có nước ngọt. Phần còn lại của thơm chúng ta sẽ xắt như thế này, chúng ta sẽ bỏ vào trong nồi nước dùng. Ra chúng ta cũng bỏ vào trong nước dùng để cho nước của chúng ta ngọt hơn. Chúng ta đã xắt xong cái phần cà chua, chúng ta băm sơ sơ nó ra là như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xào cái phần sốt của lẩu cua hải sản nhé. Chúng ta cho vào một ít dầu đỏ hay còn gọi là dầu điều để cho nó có màu đỏ đẹp hơn. Và sau đó chúng ta cho vào sả. Tiếp đến chúng ta cho cà chua vào. Cà chua sẽ giúp cho màu đỏ của lẩu chúng ta đẹp hơn. Nhớ là để lửa lớn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cho hết cái phần chai nước lẩu Thái vào trong này luôn. Hòa trộn lại. Bây giờ cái phần nước sốt của chúng ta đã có mùi thơm rồi. Chúng ta để lửa lớn nhất nhé. Sau khi phần nước sốt và tất cả các nguyên liệu đã hòa trộn với nhau và chúng ta sẽ để trên lửa lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nêm gia vị vào phần sốt này. Gia vị chúng ta cần chuẩn bị là 2 muỗng cà phê muối, 4 muỗng đường, 3 muỗng hạt nêm cà no, 1 muỗng bột ngọt. Chúng ta nêm sơ gia vị ở trên phần nước sốt này cho vừa ăn. Và nhớ là nêm cho mặn mặn để chịu hao, một lát chúng ta sẽ bỏ vào trong nước lẩu nó sẽ lạc bớt đi.
ta đã thấy cái màu đỏ của mùa mộc, của nước lẩu đúng không ạ? Khi cà chua của chúng ta chín thì chúng ta bỏ thêm ngò vào. Chừa là một nửa, một lát thôi chúng ta còn nêm cái phần sau cùng của lẩu. Bây giờ thì cái phần sốt này là bốc mùi rất là thơm. Chúng ta bỏ thơm vào và đun khoảng 15 phút để ra nước ngọt. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ phần nước sốt lẩu thái vào. Cho hết vào trong này. Lẩu thái của chúng ta bắt đầu sẽ tạo màu. Chúng ta cho thêm phần sa tế. Tùy là chúng ta muốn ăn cay bao nhiêu thì chúng ta sẽ bỏ phần sa tế bấy nhiêu, thì Ngọc sẽ bỏ nửa hũ. Bây giờ lẩu của chúng ta đã có màu đỏ trông rất là đẹp mắt. Thì mọi người mà muốn lẩu của chúng ta càng đậm đặc, màu đậm hơn thì chúng ta sử dụng là 2 hũ lẩu thái và thêm cà chua thì màu lẩu thái của chúng ta sẽ đậm hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn. Sau khi chúng ta chuẩn bị xong tất cả các công đoạn thì bây giờ chúng ta sẽ bắt cái nồi nước dùng của lẩu thái lên. Vừa rồi thì Ngọc vừa chia sẻ cho tất cả mọi người cách nấu món ăn lẩu thái cua hải sản. Thì Ngọc hy vọng rằng phần chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho tất cả mọi người sẽ biết cách nấu món cua hải sản như thế nào là ngon nhé. Và Ngọc xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và theo dõi phần chia sẻ nấu ăn lẩu cua hải sản của Kini Ngọc. Và Ngọc hy vọng rằng phần chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho tất cả các bạn sẽ nấu được cái món lẩu cua hải sản thật là thơm ngon cho gia đình của mình nhé. Kini Ngọc xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Nhớ subscribe kênh của Ngọc.